Ủa, hai bạn, một bạn 29, một bạn 30 mà trẻ dữ chị. Con nhỏ 30 trẻ hơn cái anh cu 29. Đúng rồi. Thế mình đổi lại chị. Gọi chị đi mấy đứa. Dạ, dạ chị. Chị không có thầy già luôn á. Chị không có thầy già luôn á. Em nhìn anh này, em thấy có một cái gì đó hay lắm chị. Ấn tượng đầu tiên mà em nhìn anh này là cái cặp mắt anh này rất là thâm. Thâm cực kỳ thâm. Chắc thâm là thâm sao? Nghĩa là giống như là thâm đêm hay là thức khuya sao đó. Nó thâm xuống tới má luôn. Thâm về mặt gọi là cơ học chứ không phải là về mặt tâm linh. Cái anh này ảnh đợi tắt đèn á chị. Anh chụp một phát các em hết hồn luôn. Rồi sau đó từ đó hai đứa quen nhau luôn ạ. Mình có khóc nhẹ thì mẹ mới qua mẹ hỏi là ủa sao hai đứa dữ vậy. Giống như là anh thấy mẹ qua xong ảnh sẵn luôn, ảnh xả luôn, ảnh nói là không có cưới hỏi gì nữa hết á, đuổi nó đi đi, đuổi nó đi đi. Ừ, thật sự luôn là khi mà em nghe cái câu đó nó tổn thương. Dạ tổn thương, nhưng mà cái tổn thương nhất là em rất là buồn là tại vì ba mẹ em đã phát thiệp cưới ở dưới quê hết rồi. Ừ, chỉ đợi về và cưới thôi. Nhưng mà giống như là ảnh nói là không có cưới hỏi gì nữa hết á, dẹp đi đi đi, muốn đi đâu đi. Bích Ngọc Tuyên và cô Hồng Vân. Con tên là Trần Phước Duy, năm nay con 29 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại là kinh doanh tự do. Con chào cô Hồng Vân và anh Bích Ngọc Tuyên. Chú Bích Ngọc Tuyên. Con tên là Nguyễn Trần Mỹ Duyên. Thì hiện tại năm nay con 30 tuổi. Con đang là nhà sáng tạo trên nền tảng số. Ô, hai bạn, một bạn 29, một bạn 30 mà trẻ dữ chị. Con nhỏ 30 trẻ hơn cái anh cu 29. Đúng rồi. Thế là mình đổi lại chị. Gọi chị đi mấy đứa. Dạ chị. Chị không có thầy già luôn á. Chị không có thầy già luôn á. Rồi sao nè, hai đứa gặp nhau là sao nè? Em với chồng em gặp nhau á là ở một cái buổi tiệc sinh nhật của bạn. Em đi tiệc sinh nhật bạn và chồng em là cái người phục vụ cho các bạn đó. Em nhìn anh này, em thấy có một cái gì đó hay lắm chị. Ấn tượng đầu tiên mà em nhìn anh này là cái cặp mắt anh này rất là thâm. Thâm cực kỳ thâm. Chắc thâm là thâm là sao? Dạ, giống như là thâm đêm hay là thức khuya sao đó. Nó thâm xuống tới má luôn. Thâm về mặt gọi là cơ học chứ không phải là về mặt tâm linh. Do mình thức khuya nhiều. Dạ đúng rồi. Dạ tại vì làm công việc night life á cho nên là thức khuya nhiều cho nên mắt rất là thâm. Thì em thấy cái anh này nhìn cũng hay hay, cũng lạ lạ. Thì anh này cũng thích em. Giống như là nhìn có một cái gì đó có cái tia lửa nó hơi sực sệt ra làm xíu. Dạ. Có nghĩa là em nhìn là em có cảm tình liền đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn đó là người nổi bật nhất trong cái bàn đó. Mà vốn dĩ là mình là phục vụ, mình thấy khách thì mình chỉ biết đứng nhìn thôi. Lâu lâu mình lại mình giả bộ mình chừa chừa cái bàn, mình nhìn cái xong mình rót bia, mình nhìn cái này kia, mình nhớ là mình tìm lý do đúng không? Dạ đúng rồi, tìm những lý do lại nhìn bạn này chút xíu. Thì em thấy bạn cũng nhìn lại. Rồi như vậy là hai đứa gặp nhau lâu chưa ta? Dạ, tụi em gặp đến giờ là cả quen với cưới luôn là cũng 6 năm hơn. Rồi sau cái bữa tiệc đó phát triển tình yêu bằng cách nào? Chồng em mới xin số em, hai đứa về cũng nhắn tin nói chuyện, rủ đi chơi, đi hẹn hò thử, đi coi phim. Cái anh này ảnh đợi tắt đèn á chị, anh chụp một phát các em hết hồn luôn. Rồi sau đó từ đó hai đứa quen nhau luôn ạ. Sau cái nụ hôn đó thì giống như là có cái sự mà tỏ tình là hãy làm bạn gái anh không, hay là cứ tự biết, hai đứa tự biết với nhau là mình cứ như vậy tìm hiểu và yêu nhau. Sau khi đặt nụ hôn đầu tiên thì bạn có hỏi ủa giờ mình là gì? Trong đầu em suy nghĩ là hôn môi thì phải bồ nhau thì chứ không thôi tự nhiên giống như mình đâu có dễ dãi đâu chị, tự nhiên hôn môi người ta xong rồi muốn là bạn bè thì đâu có được. Bây giờ vậy thôi, mình là người yêu nhau đi. Tại vì mình cũng chủ động rồi thì không lẽ tự nhiên bạn hỏi mình là gì, cái mình trả lời anh cũng biết. Dạ, cái nó kỳ. Câu đó là mới quen có 3-4 ngày là thành ra là có là bồ nhau luôn đó chị. Đồ luôn. Dạ đúng rồi. Lúc em vợ em mà hai đứa yêu nhau xong rồi bao nhiêu lâu thì về sống chung? Dạ cũng tầm cũng cỡ nửa năm. Nửa năm, còn tụi em thì bao lâu? Vài tháng chị. Tuổi trẻ tài cao chị. Trời ơi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Em đề nghị bạn về ở với em. Mà lúc em ở riêng ở với ba mẹ? Dạ em vẫn ở với ba mẹ, bạn thì ở trọ. Ừ, rồi coi như là đưa bạn về ở ba mẹ em thì cũng dạy cũng đồng ý. Dạ. Nhìn bé xinh quá mà gặp chị gì cũng đồng ý liền vậy đó. Ở rồi lúc đó là ba mẹ dưới quê đã biết hai đứa quen nhau chưa? Ba dạ, mẹ em đó. Thì em quen thì em cũng kể với ba mẹ. Thì anh này đi theo em về dưới quê gặp mặt ba mẹ rồi. Xong bắt đầu ba mẹ của ảnh mới liên hệ với ba mẹ em, nói là thôi bây giờ cho con gái qua ở chung đi. Để tại vì nó cũng ở ngoài một mình cũng nguy hiểm. Rồi thằng con mình thì cứ đi qua đi lại đón vậy đó, mất công quá thôi đi qua rồi ở chung nhà cho vui. Hay quá. Dạ cho nên là về khoảng vài tháng là em qua em ở chung với lại chồng với ba mẹ chồng luôn. Dạ. Vậy đó. Vậy là phải nhìn vô ở bạn này có một cái gì đó có độ tin tưởng đúng không chị? Bạn này đã thấy sự chân thành của bạn rồi, là đó cho hai ba mẹ hai bên gặp nhau đã nói chuyện rồi thì bé này mới quyết định qua anh đó. Rồi xong suốt thời gian hai đứa yêu nhau vậy á thì có gọi là chuyện gì vui buồn hờn giận hỉ nộ ái ố, cái gì vui vui kể cho anh chị nghe coi. Kỷ niệm mà làm em nhớ đến nhiều nhất là lúc mà trước khi đám cưới á, thì em có bực quá. Em nói với vợ em thôi mình đừng cưới nhau nữa đi. Lý do? Dạ. Tại vì lúc đó em bị cảm thấy áp lực. Trước khi mà cưới á thì gia đình bên em có
có đạo là đạo Thiên Chúa. Là chồng em thì lại là một cái người không có theo bên bất cứ đạo nào hết. Gia đình em và dòng họ em muốn là chồng mình đó, khi mà cưới em á là phải theo đạo, học đạo. Và chồng em thì hồi đó cũng kiểu hơi trẻ con, cho nên là anh ấy là không có muốn bị bắt buộc phải làm cái gì hết. Và em thì cũng khuyên bảo là thôi anh cứ học theo em được không, thì vậy thì ba mẹ mới cho cưới. Nhưng mà giống như là ảnh bực bội trong người. Khoảng thời gian mà em thuyết phục đến khoảng thời gian mà anh nó học á, nó rất là mệt mỏi luôn á chị. Giống như là mỗi ngày em phải tìm một cái gì đó vui, em thuyết phục ảnh để cho mỗi ngày chăm như một xíu để ảnh học. Và khi mà ảnh quyết định là ok, anh sẽ học nhưng mà anh sẽ không theo đạo. Anh nói, ảnh tuyên bố như vậy. Em cũng nói với ba mẹ em và dòng họ em thì ở dưới quê, ba mẹ em hơi khó chịu xíu, tại vì giống như là bắt buộc là lấy theo đạo là phải theo. Dạ đúng rồi, cho nên là không theo kiểu cũng hơi khó chịu. Nhưng mà em có thuyết phục là thôi bây giờ chị, anh chỉ học giáo lý hôn nhân thôi, anh không học đạo đâu. Thì đó, hai đứa trong khoảng thời gian mà học đó chị, thì nó hơi khó chịu là anh này anh đã không có một cái lòng tin gì rồi. Khi mà học cái cha của nhà thờ đó, giống như là khi mà nói gì điều gì khó chịu các anh cũng bật lại. Cái hai giống như là hai người có một cái đôi lời qua với nhau, thì anh không có nói ra được, anh tức quá anh lại xả em. Dạ đúng rồi, xả em rất là nhiều. Và hai đứa cãi nhau đêm hôm đó là rất là lớn. Cãi nhau đến mức độ là anh này anh tức quá, anh không biết làm gì, anh đập hết đồ luôn. Anh đập tủ đồ, còn em thì kiểu như mình tức quá, mình khóc. Mình cứ khóc nhẹ thì mẹ mới qua, mẹ hỏi là ủa sao hai đứa dữ vậy. Giống như là anh thấy mẹ qua xong anh sẵn luôn, anh xả luôn, anh nói là không có cưới hỏi gì nữa hết á, đuổi nó đi đi. Đuổi nó đi đi. Thật sự luôn là khi mà em nghe cái câu đó xong, tổn thương. Dạ tổn thương. Nhưng mà cái tổn thương nhất là em rất là buồn, là tại vì ba mẹ em đã phát thiệp cưới ở dưới quê hết rồi. Chỉ đợi về và cưới thôi. Nhưng mà giống như là ảnh nói là không có cưới hỏi gì nữa hết á, dẹp đi, đi đi, muốn đi đâu đi, chứ đuổi em ra. Đó, lúc đó mẹ chồng em cũng khuyên lắm, theo mày không được thế này, mày không được kia. Nhưng mà giống như là tức quá rồi chị, giống như sải vỡ bờ. Dạ đúng rồi, là... tức nước vỡ bờ. Dạ, sao nóng quá không suy nghĩ được. Dạ đêm rồi chị, 11, 12 giờ đêm rồi. Thì mẹ chồng em mới gọi cho chị chồng em, chị chồng mới gọi cho em, nói là thôi em qua chị đi. Thì qua bên đó xong rồi em cũng khóc lóc rồi. Chị chồng thì cũng rất là thương em. Chị mới nói với em đó là em suy nghĩ kỹ đi, nếu mà mình tới với nhau á thì mình phải như thế nào. Chứ bây giờ nếu mà hai đứa chưa cưới mà còn đã cãi nhau lớn như vậy, mà nếu mà cưới nhau nữa là banh nhà luôn á. Nên là em cứ suy nghĩ đi, một là hủy luôn, hai là tới với nhau làm hòa. Trong khoảng thời gian bao lâu thì em mới suy nghĩ lại ai là người chủ động xin lỗi? Dạ em là người chủ động xin lỗi trước á. Sáng mai là đi gơ hốt lại liền đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Em nghĩ phải trong đêm đó luôn chứ. Dạ không, đêm sáng thì sáng mai á, bạn này mặc thì... vậy chứ lì lắm á. Nhìn vậy chứ lì lắm. Đêm thì mình vẫn chưa có suy nghĩ thông á. Nhưng mà qua sáng mai thì em có suy nghĩ lại, là do một phần là do em bốc đồng, em nóng tính thì em nói những lời nặng với vợ em, thì sau đó là em có xin lỗi. Và cho đến bây giờ thì em cũng cảm thấy cái việc đó là nó rất là sai. Mỗi lần nghĩ lại mình thấy sao mình hồ đồ dữ vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Thiệt luôn á. Dạ. Đó, may mà con bé này là nó tha thứ đó hả? Lúc dạ. mà buổi sáng hôm sau lúc mà em đi qua em gọi là dạ. xin lỗi vợ. Dạ đúng rồi. Đón vợ về. Dạ. Thì cái thái độ của vợ như thế nào? Dạ thái độ bất cần đời lắm. Kiểu em buồn mà em đã quyết định rồi, thôi chắc là chấm dứt thôi. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn về đúng dạ. không? Trước khi qua là anh này viết một cái tâm thư rất là dài chị. Dài lắm, giống như là 2-3 giờ sáng là suy nghĩ cái gì á là viết ra hết. Thì em đọc em thấy là trước khi mình cưới với nhau á thì nếu mà có cái chuyện gì á, nếu mà bỏ qua được mà sau khi kết hôn á mình sửa sai được á thì cứ tới với nhau cái thôi. Cái gì nên bỏ qua được thì dạ, bỏ rồi. Qua ha. Nhưng mà cặp này cũng dễ thương. Dễ thương. Rồi như vậy thì ở với nhau, quen nhau đã được 6 năm rồi. Dạ. Như vậy là mình phải lấy cái vụ mà cái thời gian mà phát sinh tật gọi là tật xấu của nhau á dạ. là sau khi quen nhau 3 tháng đó, cái lúc mà bắt đầu về ở luôn đó. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Đó tụi em kể thử coi. Bây giờ đến cái chương thứ hai dạ, của vợ chồng hai chương bắt đầu. Em đợi chương này nãy giờ luôn chị ạ. À, em dễ nhữ. Nhưng mà nếu con bé này nó đợi nãy giờ thì để cho bé chồng nói trước đi. Dạ, mình phải chơi vậy mới gắt. Okay. Em nói trước đi. Dạ em thì có một cái tật xấu là vợ em thù rất là dai. Thù dai, rất là hay nhắc đến những cái chuyện của em với lại những cái người yêu cũ này kia á. Rất là cái chuyện xa xưa từ cái hồi mà giống như em chưa gặp bạn đó luôn. Thì cứ như là kiểu một khi hoàn cảnh của anh luôn hả? Dạ đúng rồi, cái đó là tình hình chung luôn. Vậy cái đó là
phải thù dai đó là ghen khùng á. Ghen khùng á. Ờ, là... ghen khùng á, ghen ghen mà ghen bệnh á. Lâu lâu cứ khịa khịa hỏi. Dạ, dạ đúng đúng đúng, dạ đúng rồi đúng. Ghen bệnh hoài. Đó là đâu nó cũng phải là giỡn á. Dạ, cái đó tật xấu đó, không có giỡn gì hết trơn, cái đó là tật xấu. Dạ. Cái đó chị xác định nó là tật xấu. Thấy chưa? Ghen khùng, ghen điên á. Ừ. Thứ hai nữa là vợ em rất là hay sân si với em. Hả? Sân si với em. Dạ đúng rồi, ganh tị với em trong mọi chuyện luôn. Ví dụ em thấy một cái áo rất là đẹp nha, em nói vợ ơi, anh sẽ mua cái áo này với giá tiền là 500 ngàn, vợ cho anh mua nha. Thì lúc đó vợ em sẽ nói là ok, nếu mà anh mua một cái áo này với giá 500 ngàn thì em phải được mua món đồ khác với giá 1 triệu. Giống như là em muốn một cái thứ gì đó là phải gấp đôi. Dạ đúng rồi, em phải gấp đôi, nó phải có gấp đôi. Dạ đúng rồi. Cái này đâu phải sân si, này là lấn chồng á, kiểu dạng mà lấn chồng á. Dạ không có muốn ăn hiếp chồng á. Ăn hiếp chồng á, cứ cái tật nó xấu hơn cái tật sân si nữa. Hai tật. Dạ. Cái đó có rồi, tật gì nữa không? Ngoài cái tật đó ra thì mỗi lần vợ em giận là cứ đòi ly hôn. Cái đó là em không biết là cái trend của con gái hay là phụ nữ bây giờ hay sao á. Không có trend nào hết trơn. Cái đó là sai, là cái đó là trẻ trâu đó, cái đó là bậy bạ. 30 tuổi tật, rồi. Ờ, ba cái tật này quá xấu luôn á. Em thấy rất là nhiều như vậy luôn á. Bởi vậy mỗi lần mà cãi nhau hay cái gì đó chút xíu là cứ đòi ly hôn. Xong em mới hỏi là ủa, cứ đòi ly hôn vậy sao hồi đó kêu cưới làm cái gì, hai đứa mình cưới với nhau làm cái gì? Trong ba cái tật này em mong ước vợ em thay đổi cái tật nào nhất, hay là thay luôn cả ba cái? Dạ chắc nếu chọn cái muốn thay đổi nhất là em muốn chọn là ví dụ mà vợ mà sau này cãi nhau á thì mình đừng có nói tới cái chuyện ly hôn nữa, mình tính tới cái chuyện làm lành đi. Sao được không? Dạ em sẽ cố gắng. Dạ, tại như là em bị quen miệng á chị, nhiều khi mà trong cái đầu của em á nó không có nghĩ tới luôn, nhưng mà tự nhiên cái miệng nó buộc ra trước vậy. Không, em phải có nghĩ thì em mới nói. Cái đổ thừa ha. Đừng có đổ thừa. Thêm cái tật đổ thừa. Dạ, đúng rồi, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hai chữ ly hôn. Coi như xóa cái chữ ly hôn đi. Nãy giờ anh chồng đã nói hết tất cả những tật xấu của em rồi đó, thì bây giờ thì em thấy tật xấu của anh chồng là cái gì? Trước đó là hai đứa ở riêng, đến khi mà dọn về ở chung thì em ngủ với anh này, em phát hiện ra là anh có những cái tiếng ngáy kinh khủng khiếp. Ngáy cái đó nó cũng là cơ địa mà, phải chịu thôi chứ làm sao. Nhưng mà tại vì giống như là em bị mất ngủ một thời gian dài, em phải uống thuốc ngủ luôn đó chị. Là vì cái tiếng ngáy đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái đó mình khó xếp vào tật xấu lắm. Đúng rồi, không phải là bởi tật vì xấu. Cái đó nó là về bệnh lý rồi. Dạ. Đó chứ đâu phải là về gọi là cái bản chất của anh muốn vậy đâu. Dạ đúng rồi. Cho nên thôi kể tật xấu khác đi. Tật xấu khác. Em thích nghi cái đó đi. Dạ. Cái tật xấu này thì em nói thiệt luôn là đến bây giờ luôn em vẫn cảm thấy rất là bực. Đó là chơi game mà quá đáng luôn á chị. Mở mắt ra là chơi. Thậm chí là bất kỳ một cái game nào vừa mới ra mắt tải về chơi, hết game này qua game kia, hết điện thoại qua máy tính, xong rồi qua laptop, mọi thứ luôn. Mắt thăm quần không phải là do làm dạ, việc. Đúng không đúng phải rồi. Trời ơi Tuyên ơi, em hay quá, em đọc được suy nghĩ trong đầu chị luôn á. Thiệt luôn. Dạ đúng. Dạ. Ủa, này xấu rồi. Cái này xấu thiệt. Xấu dạ, em ơi game như vậy em sắp xếp công việc và chăm sóc gia đình vợ con như thế nào? Dạ em cũng phải xen kẽ vô để giống như là kiểu thỏa mãn cái đam mê á. Xen kẽ thì em không thấy xen kẽ lắm đâu, tại vì ban đêm mà chơi là chơi nguyên đêm. Ừ. Thì ban ngày sẽ ngủ bị trễ là không, coi như bỏ hết luôn. Ban anh cần phải ngủ đủ giấc. Ban ngày là xen kẽ ngủ. Xen kẽ ngủ và chơi game. Ừ. Đó, ví dụ giữa game với con, chẳng hạn con khóc mà đang chơi game thì sẽ dỗ con, hay là vẫn chơi game để chờ game xong rồi mới dỗ? Đó, chọn tướng hay cái gì đó. Ừ. Xong rồi mà con khóc á thì ừ, đợi ba xíu, ba chọn tướng xong rồi quay, ba xíu quay với con liền. Sai luôn nha. Dạ. Cái này là em không chấp nhận được. Dạ đúng rồi, thật em không chấp nhận được luôn. Con phải là trên hết. Lỡ như bây giờ mê này quá là con bên này té hay cái gì làm sao? Dạ đúng. Đó rồi, đâu có được đâu. Đó rồi giờ mong muốn ổng thay đổi cái gì vậy? Dạ bỏ game giùm em, bỏ mất. Anh nói bỏ chứ thật sự là chị bỏ con cái rồi chị. Ừ. Nói thiệt bây giờ dù gì cũng là lớn rồi. Dạ. Có gia đình, có vợ, có con rồi, mình phải là một người đàn ông có trách nhiệm. Cái trách nhiệm ở đây là gì? Là em phải có trách nhiệm với bản thân em. Ừ. Em phải đủ sức khỏe. Dạ. Em đủ sức khỏe thì mới lo được cho vợ, cho con em này nọ. Anh Tuyên nói thiệt, ngày xưa anh Tuyên cũng là một người cực kỳ mê game. Dạ. Anh chơi cái game gì mà nó xây thành rồi nó bắn đánh dạ, nhau dạ, đó. Dạ. Tối ngủ cái báo đầy quân rồi phải dậy đi đánh. Em mê tới nỗi vậy đó. Là anh xóa đi tải lại mười mấy lần. Ừ. Đó, bây giờ là mất tích luôn rồi. Đấu tranh tư tưởng dữ lắm anh. Đúng rồi. Mà anh đã làm được rồi đó. Bây giờ là anh xóa mất tích cái game đó, anh không dám đụng vô game nhiều nữa. Dạ. Biết cái đó là đam mê của mình thiệt, nhưng mà cố gắng cân đối như thế nào, ưu tiên cho gia đình con cái trước mắt đã. Dạ. Rồi khi nào rảnh bỏ ra vài chục phút tiếng gì đó là mình chơi chuyện của mình. Dạ. Tới bây giờ nữa. Còn bây giờ cũng nè, đâu có dựa. Cũng đâu có dựa. Ừ, thì luôn. Hở chúng đòi ly hôn, hở chúng đòi ly hôn. Ừ. Anh nói thì cái đó cũng là một cái tật xấu cũng dạ, không nên. Nó là một cái vấn đề cực kỳ tiêu cực. Vô tình có thể là em nói câu đó, cái anh chồng những lúc đó mà anh không tiết chế, không kiềm chế được rồi câu vợ chồng xảy ra xích mích lớn nữa. Chính xác. Lại đi xa hơn. Ừ. Dạ thật sự là em cũng cảm ơn chồng em là tại vì chịu được cái gọi là nghe những cái câu đó, chứ nếu mà
nếu mà một cái người khác mà không chịu được, chắc ngay từ khi mà em nói câu đầu tiên là đã ra tòa rồi. Mà nãy giờ em hỏi em thấy cái nỗi khổ của chồng em không? Cái khao khát nhất nhất, lớn nhất là chỉ cần em bỏ hai cái chữ ly hôn thôi. Dạ. Em cũng sẽ hứa với vợ là em sẽ bỏ game đi để lo nhiều hơn cho vợ với lại con và gia đình mình. Hay quá. Hay quá. Dạ. Dạ. Cảm ơn hai đứa đã đến tham gia chương trình nghe. Dạ. Dạ, em tên là Mai Bạch Yến, em 27 tuổi, em buôn bán. Rồi còn em? Em Nguyễn Thanh Liêm, em làm tài xế, em năm nay em 31 tuổi. Rồi hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Anh chạy xe cho dì em. Lúc đó là em cũng đi học thì em ở nhà dì đó, mới gặp nhau đó thôi, nhưng mà cái thời gian đầu mới gặp ảnh thì chỉ có được cái nhan sắc thôi chứ ngoài ra là cái tính tình em không thích. Cái gì đó hả? Dạ. Được cái sắc chứ còn cái tính là thua. Tại vì trai mà nó nhiều. Mấy người mà ta nghe em biết ta tưởng ông đang chửi lộn vậy đó. Nó cái giọng ào 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 à. Vậy đó. Bạn bè em phải nói, nhiều khi nó còn dữ hơn em nữa. Em phải làm cho hơn nó áp đó. Nói nhiều nói to giống như chửi lộn vậy hả? Đúng rồi. Có nghĩa là nói lớn khác mà nói nhiều nha. Không, còn lớn này vừa mà nói nhiều. Lớn mà vừa nói nhiều. Dạ đúng rồi. Hồi nãy nói là anh này là ấn tượng đầu tiên là về cái nhan sắc của anh đúng không? Dạ, dạ em ấn tượng anh này. Bây giờ hỏi hai người, ai để ý ai trước? Dạ ảnh á. Hồi đó cái ảnh đi nhậu thì cháu em là bạn của ảnh vậy đó. Cái ổng nhậu ổng nói cô hai mày vừa xấu vừa dữ. Về cái thằng cháu nó kể lại liền. Mà lúc đó em ốm mà hay sao? Đó có 43kg, giờ 63kg rồi. Rồi vì cái ấn tượng đó mà thương hả? Dạ không có. Cũng thời gian cũng lâu lắm rồi, như tiếp xúc nói chuyện qua lại cũng nhiều lần. Có được cái nữa thì đó em ở bên nhà bà dì á, là phải tối rồi anh em mới tụ họp mới đi nhậu. Bây giờ em lúc đó là cầm chìa khóa trực chờ mở cửa, nếu mà không mấy là không mở cửa là em phải leo lên lầu á. Tại ngày xưa thì đi học cũng phải thức khuya đó, rồi mấy ông đó cứ trốn gì em đi nhậu vậy rồi thì về cái thì mình mở cửa thôi. Mở thì cái nhiều khi cái nó chọc nó kêu à có thằng tèo nên bà hai mới đứng đó đợi mở cửa. Đó, chọc em vậy đó. Dạ nó chọc vậy đó. Em nghĩ cái ấn tượng của ảnh với em chắc là lúc 30 tháng 4 đó, người lớn về quê hết, còn mấy người nhỏ này nọ đó thì ở nhà nấu ăn rồi mua bia này nọ về uống vậy đó. Lúc đó gần thi tốt nghiệp 12 mình cũng lo. Cái mình ngồi cũng tâm sự nói trời không biết lỡ thi rớt 12 không biết làm cái gì. Ổng phát một câu vô duyên, kêu rớt thì lấy chồng chứ làm cái gì. Em mới quay qua em hỏi ủa vậy lúc đó ông lấy tôi hả? Cái ổng nín thinh ổng nói vậy, em nghĩ vậy là thôi mình nói giỡn giỡn vậy đó. Cái bữa sau cái thằng cháu nó mới nói ủa hai hôm qua hai nói thằng tèo vậy hả? Vậy rồi nó nghe nè, mở cửa mà leo vô như vậy thì bao lâu? Nửa năm mà sau khi quen rồi còn leo nơi nhiều nữa. Vậy hả? Dạ, nhưng quen. Mà cái hành động đó chắc có lẽ là để ý cô này. Dạ lúc đó mình thấy mình cũng nhiều cảm động, nhiều khi lúc mình vô mình ra vô rồi có vợ mình mở cửa vô tự nhiên khỏe. Rồi bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Em biết để ý lúc nào mà bữa cái đưa rước về cái nói anh thương em lắm, mà nào giờ đâu ai cua mình vậy đâu, nhỏ lớn chưa quen ai mà. Em mới nói anh giỡn hoài. Lúc đó là không tính thật, là tưởng ông giỡn rồi cũng im luôn vậy đó. Nhưng mà hỏi nè, thời gian hai bạn yêu nhau á có thuận lợi suôn sẻ không? Dạ không. Hay là gian nan trắc trở hay như nào, giống như bị leo rào hoài á? Dạ gian nan giống vậy. Đúng rồi, tụi em cũng quen nhau cũng cỡ 6 tháng á. Thì cái lần mẹ mới qua bên dì chơi, mẹ mới phát hiện. Thì là cái về mẹ cũng cản. Sau đó là mẹ cũng mua nhà gần bên dì rồi, em thì về nhà rồi. Anh ảnh mới cũng mua xe riêng rồi, ảnh cũng ra nhà trọ vậy đó. Cái hai đứa cũng đi dạo đi chơi chứ cũng không dám đi đâu xa. Đi sao ảnh đưa em về tới nhà cái anh đứng anh hôn trán. Bị bắt gặp. Cái đâu gì với mẹ về bắt gặp. Về mẹ la mẹ quýnh quá trời. Vậy hả? Các bạn quen nhau bao lâu thì lấy nhau? Dạ 5 năm. 5 năm? Trời dạ. Ơi. Một mảnh mối tình 5 năm. 5 năm mà cũng chưa tính lấy đâu. Tại vì cái mẹ thấy quen lâu rồi mình cũng hay hai đứa cũng về quê nọ với quê tao cũng biết á. Em bị ép hôn. Ép hôn hả? Thổi đi ghê. Ông nói vậy đó. Mà nè, khi mà lấy nhau về rồi đó dạ. Thì thường á người ta nói là tài xế rất là lắng nhắn. Đúng không? Còn thậm chí là đó người nói là ông tài xế, ông đi tỉnh nào là ông có bà vợ. Đúng. Đó, thì ông này có không? Lúc cưới thì em chưa nghe, nhưng mà lúc trước khi cưới thì có nghe. Trước khi quen em cũng quen nhiều rồi. Tại cái nhan sắc như vậy mà. Hả? Ổng chảnh, ổng kêu toàn ta cua, ổng không. Mà có cái lăng nhăng nào mà em bắt gặp tại chỗ không? Nói bắt gặp tại chỗ thì em cũng chỉ nghi thôi. Là lúc quen em cũng thời gian cái em thấy có cái số điện thoại này sao cứ gọi cho ảnh hoài. Mình cũng không để ý nữa. Cái sao tự nhiên bữa đứng kế bên nghe gian dẫn giọng gái. Cái em quay qua em mới hỏi anh ủa sao cái số này gọi anh hoài vậy? Này là em của cái ông sửa xe cho anh trai mà. Nó giọng gì mà kêu trai, em nghe gái rõ ràng. Cái quay qua nạt em. Cái thôi cái em cũng không nói. Nhưng mà em để em lòng. Thường á tài xế là hay đi tỉnh nè. Dạ. Rồi đàn ông thì hay uống bia uống ngọt, thường có hay đi tăng 1, tăng 2, tăng 3 vậy? Có anh. Cái vụ tăng 2 thì cũng có. Giờ nè, nãy giờ bà coi như là tiết mục vạch mặt em. Dạ. Của mình bà xong rồi đó. Giờ tới em nè.
Như là bà có cái gì xấu không? Vợ em hả? Nhiều bà lắm. Miệng lên hung hôn lắm. Thứ nhất nè, sáng uống nước. Giặt mặt là phải nói lớn. Uống nước mà kiểu không biết chăm sóc gia đình này nọ hết trơn á. Nói chung là lười á. Vô sáng ra em phải dậy sớm đi chợ mua đồ ăn cho con, mua cho vợ, mua cho người này người kia xong rồi em phải mua đồ để nấu cháo trưa cho hai mấy đứa nhỏ nữa. Ừ. Ngày nào vậy? Mấy đứa rồi? Dạ hai đứa. Ồ, vợ tốt quá. Em vậy em nấu cơm luôn, mà không biết nấu cơm luôn. Dạ. Hồi đó giờ em cũng nấu mà anh chê vợ. Cái... Bởi vì tôi ghét cho ông nấu luôn. Nấu luôn. Dạ. Mấy lúc em đi lái xe rồi ai nấu? Ở nhà nhiều khi nhịn luôn ăn ra ngoài không? Còn rồi còn cái gì nữa không? Đồ con, đồ em, đồ vợ em gì á là xôm trong phòng chân á, không có gọn gàng vô, không ngăn nắp gì chân á. Rồi giặt thì để trời ơi đồ con nít mà nó đái tờ nó hôi gần chết luôn. Mà cứ để đó hoài ủ 2-3 ngày trời ơi không bỏ vô mới giặt. Thôi muốn tách luôn. Mà vô phòng một cái hăng xuống đất ngủ luôn. Rồi chồng em thì sao? Em phát hiện nhiều cái gì xấu ở chồng em không? Nói chung là ảnh rất là nóng tính chị. Ví dụ như mà mình đang ngồi coi tivi ổng làm gì mình quay hỏi cái muốn nạt mình nào nạt hả? Vậy à? Ừ. Cái chuyện rất hay nạt em. Có đập đồ không? Có, ví dụ mà hai vợ chồng cãi nhau xíu cái là đập điện thoại. Còn ví dụ mà ổng đang quạo mà ổng thèm nói chuyện đi ngang đó, mặt lầm, đập quạt ra rồi. Vậy đó. Mà tự nhiên đang cãi nhau mà bắt sao mình cười được với ổng. Tức là đi ngang thôi mà thấy vợ mặt lầm rầm mà hầm hầm á xong rồi em nói luôn. Thì ghét. Thì ghét quá rồi. Ghét đập đồ cho bỏ ghét luôn. Không, không ghét. Nhưng mà đó giờ đập là như cái tài sản của gia đình mình là bị tiêu hao nhiều không? Cũng hết hai cái quạt rồi 4-5 điện thoại vậy nhưng mà nó hư ba cái. Tại có mấy lần ráp mình xài được. Có đập vợ chưa? Dạ cũng có, em có tát bật tay thôi à. Không có làm gì nặng hết. Mấy lần rồi? Dạ, dạ cái lần đó về quê cứ lo nhậu không chịu trở về ông ngoại đó. Cái em giận quá cãi cái anh đánh em vậy cái em ghét quá em kêu nhỏ em qua rước về ngoại bỏ ảnh đó luôn. Sau đó thì rồi tuần sau mới nói chuyện. Vậy hả? Ừ. Một lần duy nhất phải không? Dạ. Trời ơi. Thật sự á Thuận là đàn ông chia sẻ với Tèo nha. Có đập đồ thì nói chung là cũng đã là không nên rồi. Huống hồ chi đập một người vợ. Cái người ta đã tặng cho mình hai cái báu vật đó là hai đứa con rồi. Em tặng thân xác. Bả vậy không tặng gì tặng bả cái bọc tay. Em tại tính em nấu mà vợ em nó không cũng như người nhiều người ta phụ nữ người ta biết á, ta thấy chồng mình nấu vậy mình bớt nói xíu, dằn xuống mình không nói. Còn này cứ hỏi sao không điên lên. Nói càng nói càng tức. Ừ. Nhưng mà điên cũng phải điên văn minh chút xíu, thấy không? Cái hành động mà đánh vợ con cái vậy là tôi cho là không văn minh rồi. Không, cho nên là thôi, em bỏ rồi. Tại cuối cùng đừng đánh nữa nghe. Đầu tiên và cuối cùng. Dạ, đánh một cái nữa đó gọi danh lại đánh không? Nha. Mà hỏi nè, em một tuần nhậu mấy lần? Thứ 6, thứ 7. Có 2 ngày. Rồi một ngày vậy vợ chồng gặp nhau được mấy tiếng? Suốt luôn á chị. Dạ. Dạ. Khổ lắm luôn á. Nhà giữ con chăn con suốt vợ em đâu. Vậy hả? Đi chợ nó bán mà chợ. Đi bán tại vì cuối năm á nên cũng đông em phải ra phụ nhá em á. Nên bây giờ để anh mướn tài xế nhà giữ hai đứa con từ sáng tới chiều. Có khi nào đang giữ cái đầu bạn gọi cái đó là đi liền không? Bỏ không, con. Không đi nhưng mà rủ bạn qua. Ủa về. Nhiều khi về cái thấy đứa đang nằm võng đứa ổng ẩm tay ly cầm ly bia. Đâu rồi? Giờ ẩm vừa nhậu. Nhưng mà bây giờ cái tần suất thấy giảm không? Dạ sao giảm nhiều lắm anh. Rồi bây giờ nè, nếu mà cho em mong muốn một điều là về chồng em phải thay đổi thì em mong muốn nhất là điều gì? Anh bớt nóng tính một xíu. Nói chuyện đừng nạt vợ, nó nhiều khi đang nói chuyện vui cái đường câu vô nạt cái quê. Thôi đừng nạt, phụ nữ bao giờ người ta cũng muốn nghe những cái lời nó ngọt ngào, thấy không? Nạt tự nhiên lên đi. Đúng luôn, không? Dạ. Rồi còn em? Còn em muốn vợ em á là sắp xếp công việc sao cho nó phù thời gian phù hợp cho con, muốn cho con ngủ thời gian đúng ăn uống. Rồi mình làm giặt giũ gì đó cho nó phù hợp hơn. Chị Hồng Vân thấy cái điều mong muốn thay đổi của họ có dễ không chị Vân? Thực ra nãy giờ chị tâm sự với tụi em á, chị thấy có một điều như vậy. Cuộc sống của tụi em hiện giờ á, nó đang rất cần cái sự hợp tác của hai vợ chồng để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn trong thời điểm này. Là vì con còn quá nhỏ, em hiểu không? Yeah. Mấy đứa nhỏ nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. Đúng là như Liêm tâm sự thì quá nhiều những cái mà nó không thuộc phạm trù của một người đàn ông phải làm. Ví dụ như chợ búa nấu nướng, nếu như em tinh ý thì em sẽ là cái người bù đắp nhiều những cái đó để mà Liêm cảm thấy rằng ở nhà mình cũng có được không gian thoải mái như vậy. Ít ra là được một lúc nào đó trong ngày, không nhất thiết phải là từ sáng tới chiều, đúng không? Đó là thuộc bản năng của một người phụ nữ, em phải làm để em giữ chồng của em ở nhà. Cái đó chị không thể nào chỉ cho em mà một cách cụ thể được, mà em phải đánh động cái bản năng người phụ nữ của em đi để em giữ chồng của em. Thứ hai còn về em á, nếu như vợ em có cái sự thay đổi đó, em phải ghi nhận cái điều đó và em cũng đều gọi là hợp tác để vợ em có thể càng ngày càng làm cái điều đó tốt hơn. À, cái sự hợp tác ở đây là lại mất nóng tính đi, tại vợ em nó dễ quê. Có nghĩa đang nó đang muốn làm, nó đang muốn tốt hơn ấy. Cái em nạt nó cái nó quê liền.
quê lần tôi kệ không làm gì làm. Mà cái không khí này mà tiếp tục nữa thì nó sẽ có những cái không hay xảy ra. Chị đã tiếp xúc với rất nhiều những cặp vợ chồng tương tự như vậy thì kết cục của cái cuộc sống nó không có, nó không có vui. Chị rất mong rằng tụi em sau cái chương trình này về hai vợ chồng tâm sự lúc đêm trước khi đi ngủ đó, anh ơi hay là mai mình tính về nha anh, vợ ơi ngày mai mình tính về nha em, ví dụ vậy đó, thì để tụi em sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó dễ chịu hơn. Rồi nếu cần thiết thì anh sẽ trợ giúp cho mỗi người một bịch kẹo nha. Để cho ngọt ngào á. Lâm Cất, Mai Hồng Vân, Dòng Hùng Thuận, Chi Trang đi gặp Việt Hoàng từ cái này. Em nói em đã được tiếng Việt. Hả? Em đã được tiếng Việt chị. Tiếng Kinh chứ hả? Em là người ED. Dạ đúng ED rồi. Thì đây là em nói được tiếng Kinh, đúng rồi, tiếng mình là tiếng Kinh đúng không? Kinh. Dạ. Em là Hồng Anh Nia, đến từ Đắk Lắk, năm nay 29 tuổi. Hồng Anh Nia. Dạ. Em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Dạ. Còn chồng chào em. Chào anh Giang. Em là tên là Lương Hành Giang, quê ở Bình Dương. Công việc của em là hạt ngon của quốc tế ạ. Giang có cảm thấy đúng không? Em ở nhà em nói tiếng Kinh dở hơn vợ em. Thiếu gì cho càng phải tay để cổ vũ cho anh. Chắc có lẽ là lấy vợ là người ED cho nên bây giờ là quen ở tiếng ED. Đúng rồi. Chắc cũng thấy vậy là vậy đó. Nó bằng cô vợ. Đó. Rồi mời em giới thiệu lại. Em là Lương Thanh Giang. Lương Thanh Giang. Lương. Luân Thanh Giang. Rồi tiếp tục. Quê ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương. Công việc là thịt ngon quốc tế, công ty Labason. Đó, đấy rồi. Cái công việc thịt ngon quốc tế á. Cái gì? Là bên công ty thực phẩm á. Thực phẩm á, thịt ngon. Dạ. Thịt ngon quốc tế. Thịt ngon quốc tế. Thịt ngon đúng không? Hôm nay rất là vui bởi vì đây là hả? Một cô dâu người dân tộc đầu tiên đến tham gia với chương trình, cho nên là anh Thuận anh rất là phấn khích. Và bây giờ thì xin tất cả mọi người một tràng vỗ tay. Cô dâu ID. Ngôi bộ đồ này có phải là cô dâu mặc không ạ? Dạ, này là bộ thổ cẩm truyền thống của người đồng bào ED. Dạ, chủ yếu là cô dâu thì mặc bộ này là trong cái tiệc mà đi bắt chồng. Mặc bộ này là để đi bắt chồng đúng không? Dạ. Nếu không mặc bộ này thì có được bắt chồng không? Dạ, cũng bình thường mà này tượng trưng là mình phải mặc là cái bộ truyền thống của mình. Dạ. Có thể kể sơ về cái tục mà bắt chồng á. Đi bắt chồng là sao? Bắt chồng dạ. Có nghĩa là nam nữ mà thích nhau á thì về nhà hỏi ba má, thì ba má cử một người đại diện là qua bên đàn trai hỏi, thì sau khi hỏi là mình đưa vòng nè, nếu mà đàn trai nhận á là đồng ý cho hỏi. Rồi bắt đầu mình phải chịu cái tục là gọi là thách cưới của bên nhà trai. Đấy là bên đàn trai thì đòi của hồi môn ngược lại bên người Việt mình. Vậy hả? Dạ. Thấy là có tiền mới lấy được chồng. Tức là cái đây là cái phong tục nó còn chịu ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ đó. Đúng rồi dạ. Trời ơi, ước gì mình được sống cái thời đó. Trời ơi, tôi mà sống thời đó chắc bao nhiêu cô gái bắt tôi. Thôi rồi ạ. Nhưng mà chị này em, thường thường á là cái phong tục này như mình bắt một người chồng như vậy thì mình phải mất bao nhiêu tiền? Tùy theo bên gia đình chồng. Thì hồi xưa quy ra con bò hoặc là con heo. Nếu mà nhiều giàu hơn thì con voi. Giờ thì nó quy ra tiền hết rồi. Là cỡ bao nhiêu ta? Giờ chị nuôi cái voi nhiêu con? Tại em có hai đứa em thì nó cũng vừa mới cưới. Tại vì hai đứa đều nhà nghèo hết nên là bên gia đình á thách cưới thì khoảng tầm 40. 40 triệu? 40 triệu. Đó chỉ là mới hỏi sơ thôi. Sau mình qua thỏa thuận lại hai bên nữa thì trả trước một nửa chẳng hạn, còn nửa nợ khi nào hai đứa tự làm thì trả sau. Dạ. Wow. Nhưng mà cuối cùng thì em cưới ông này là em có phải mất tiền về cái chuyện mua chồng không? Dạ cũng có. Tại vì em nói là đợi cuối năm cưới, mà cuối năm nó công việc của em vậy, em đi làm vậy nó nhiều việc lắm. Xong cho thôi, nếu mà được tháng sau cưới luôn. Kêu là xin mẹ, kêu nó mẹ không có tiền, anh cũng không có tiền nữa. Thôi, bắt đầu quyết định em ứng trước đó. Ứng hết luôn. Tại vì đợi nó cũng không có biết đếm nhiêu nữa cứ. Đi chụp hình cưới, đi rút ra cưới, đi xe thì lấy tiền đi xe. Biết rồi, tôi hỏi nhiều, đang biết sao không? Đang hỏi trả chưa? Đang đầu nhỏ dùng đó. Dạ ông nói nè. Dạ. Trả tôi cho đó. Thì đúng là em cưới xong em lời được ông chồng thiệt. Lời lớn không? Nhưng mà sau khi cưới rồi, bao lâu có em bé? Tụi em mới có đây 2 tháng à. Nhưng mà đã có đủ điều kiện để có thể mình đón chào một cái em bé ra đời chưa? Dạ, hai mẹ chồng cũng chuẩn bị rồi. Anh nhìn thấy ông xã em chắc có lẽ là người đàn ông này không bao giờ biết bia, bọt, rượu, chè đâu hết. Dạ có nhỉ. Lâu lâu. Lâu lâu thôi, bạn bè. Ông né rồi, ông nói là
nếu mà chồng có uống vợ ngăn lại liền không có cho uống. Tại vì có một đợt mà trên Bình Dương đám giỗ mà ổng xỉn đến nỗi mà em phải chở từ Bình Dương về Sài Gòn, một tay em cầm lái một tay em dịp người say. Trời ơi dôi mà bả. Ảnh đi làm không vợ đi làm. Ủa trưa em về ông thấy ông chồng đâu, hỏi gọi điện kêu anh đi làm rồi. Hỏi em hôm qua biết chuyện gì không? Không biết gì hết. Ủa sao về nhà biết được không? Không biết. Cho vợ chở, biết là vợ chở thôi. Mà cho từ đó là ông cũng thề chắc không uống được rồi đó. Vậy đó hả? Dạ. Rồi bây giờ mình tới cái phần hấp dẫn đi nha. Nghe, đó là sau khi cưới về, bữa nay là 6 tháng rồi đúng không? Dạ. Mọi người có đồng ý là anh chồng quá hiền không? Ngon. Vậy cái người hiền như vậy thì có thật xấu không? Dạ, ảnh là được. Xấu thì cũng không có, được cái là thương vợ. Cho nên là từ bữa giờ cưới thì em không phải giặt đồ, không phải lau nhà, nói chung không phải làm gì hết á. Anh làm hết? Dạ, anh làm hết. Chỉ có lâu lâu em nấu cơm cho anh thôi. Mà cái là hơi cọc tính thôi. Người gì mà cọc tính hả? Nói là lắm. Nói những cái câu trống không. Em thì thích ngọt. Ví dụ như câu trống không sao? Giống như ảnh tìm cái khóa thì ảnh không gọi vợ ơi khóa để đâu. Quá đâu? Chấm công. Cái đó. Không có chủ ngữ. Em, không có chủ ngữ, về ngữ là em không có thích. Nghe chưa? Gọi giờ tới ông đó. Dạ em có điều là đi làm trong công việc á, như là khách hàng nóng tính được á. Không biết chữ ai cái giờ cái nhắc tên cho chồng á, chữ. Chữ chồng. Chữ chồng. Vậy đó. Nóng tính coi như là dựng cá chém thớt đó. Em là chuyên môn là bị làm cái thớt bị chém á đúng không? Đúng rồi. Là đi làm về cái chiều rồi cầm đi máy điện thoại lên phải để ý. Đó là hết nhắn mới sẽ được bị chữ à. Em bị chữ quay hả? Cách 2-3 ngày vậy đó. 2-3 ngày cái... Chửi bằng miệng. Không bao giờ thốt nên lời. Em chỉ có chửi bằng tin nhắn thôi. Thí dụ, chửi sao đâu? Chửi... chữ... Nói chung em cứ lôi cái chuyện là cưới ông rồi tôi này nọ, khổ sở vậy đó. Khổ sở rồi thì... Qua tin nhắn. Mà nhắn dài học luôn. Trời. Nhắn dài sọc luôn á hả? Chửi, chắc đã thôi. Rồi có bao giờ em nhắn lại không? Em hỏi là, ủa chuyện gì vậy? Đâu có kiếm chuyện gì đâu, nó ra này, này kia. Có vậy thôi. Mỗi lần nhắn lại, ông có nhắn dài không? Ông không nhắn em chửi nữa. Những lúc chửi xong thấy tội, mà về nhà thì em là vẫn ngọt. Chửi nhưng mà vẫn cưng chồng. Không cưng được, trời ơi. Chỉ có nhắn tin thôi là em nhắn những cái tin nhắn của em mà đọc phải thấm. Có thấm không? Thấm luôn vậy. Rồi giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Mong sao ổng nhanh hơn chút xíu để mà kịp theo nhịp sống Sài Gòn nè. Còn em mong muốn vợ em thay đổi gì? Để tính tình thôi. Tính tình thôi. Đi làm mà đừng cái nhắn tin đó. Đừng cái nhắn tin nữa. Đi rồi đừng nhắn tin đây, chửi chào nó mắng lên đây nữa. Chửi thẳng luôn, đừng nhắn tin nữa, mệt mỏi. Rồi. Thật ra bây giờ đó nè. Thật ra bây giờ em phải làm sao cho bé hạ cái việc nhắn tin lại. Đừng cho giận lên nữa, tại vì bị ảnh hưởng tới em bé. Bây giờ chị thấy vậy nè, em á, mặc dù em có sống ở Sài Gòn đi chăng nữa thì là cái cội nguồn á, cái mà gọi là cái tập tục á, mang cái cách sống của chế độ mẫu hệ đó. Đó là chị nói thực sự là như vậy luôn. Và vợ em á sẽ rất khó bỏ cái chất đó trong người. Em hiểu chị không? Nhưng mà theo chị thấy là không nhất thiết phải bỏ. Là bởi vì như vậy cổ mới thành công trong công việc. Và mình phải chấp nhận thôi. Tại vì mình lấy một người con gái dân tộc AD với một cái truyền thống người ta như vậy là mình phải chấp nhận. Có nghĩa là cổ sẽ là trụ cột gia đình. Cái đó em phải nhìn nhận thôi, chứ em đừng có đòi hỏi chồng em làm trụ cột. Đúng không? Đúng rồi. Thì mà khi em đã nhìn nhận ra cái điều đó rồi thì em phải thấy rằng á, rồi á, thì em sẽ hiểu được là nếu em đi ra ngoài xã hội, ở ngoài em làm, ở nhà có một người chồng như thế này để sát cánh với con của em thì em sẽ yên tâm. Cho nên là chị nghĩ là em đừng đòi hỏi anh quá nhiều. Có nghĩa là sức anh tới đâu anh sẽ làm đến đó. Em hiểu ý chị không? Và em phải nhìn nhận cái điều đó. Đó thì mình thương chồng mình hơn, mình yêu chồng mình hơn, để sau này chi chồng mình á thương con mình, lo cho con mình, mình yên tâm mình đi làm. Hả? Chứ giỏi không? Ok không? Ok. Tụi em hạnh phúc nha. Thấy chưa, đồng nào đây chưa? Đúng, đồng rồi, nào. Trời, cảm ơn cưng. Là sao? Vậy mình mới được một hộp. Chứ không phải là một mình gì hả? Không có, đây nè, hai hộp nè. Đưa đây coi. Hộp nè. Em anh mở ra luôn nha. Không, bây giờ mình phải hỏi là bánh khoai lang cô, bánh nhậm cơm không có được. Là cưng làm đúng không? Dạ, đúng. Đó, cái vấn đề là như vậy. Handmade. Ui dạ. Khoan, để lấy ra luôn đi. Không, như vậy là bây giờ tôi sẽ phải đặt hoài. Nhớ lấy cho số nha. Giảm cân đúng không? Sẽ đặt cái này. Bây giờ mình nói luôn đi nè, một bịch này của mình là bao nhiêu nè? Dạ, cái hộp đó là 200 gram. Dạ. Là 200 gram đúng không? Dạ. Khoai lang sấy đúng không? Dạ không. Bánh khoai lang. Bánh khoai lang này nè, ăn miếng đi. Lại bột nguyên cám. Con làm bánh mật ong á, không có đường phải không? Dành cho mấy bạn ăn kiêng á con. Trời ơi, mọi người ơi, Vân phải lấy số liền.
Trời ơi, có dao tận nhà không vậy? Dạ có. Okay. Không hề ngọt nha, cả nhà, không hề ngọt. Trời ơi, ngon quá. Nhưng mà nó quá béo mà nó thơm. Thơm như là nhân khoai lang đó. Là bơ vậy đó. Ừ. Đây là bơ vậy đó, có bơ không? Dạ không, là con làm bằng dầu dừa với lại mật ong. Với lại khoai lang mà nó ra một cái vị thơm như bánh vậy đó. Trời ơi thích thật. Ủa em ơi, mình bàn về bánh đi. Không, ngoài cái bánh này ra thì em còn làm bánh gì nữa không? Dạ em có làm bánh kem. Rồi em làm nhiều bánh lắm, đa số là em học kiểu Hàn Quốc á. Nhưng mà bây giờ vấn đề là cái bánh cho những người giảm cân, ngoài bánh khoai lang còn cái gì nữa không nào? Dạ có bánh cookie rồi bánh mì dành cho người giảm cân. Rồi. Yeah, chiều nay về ship cho tôi liền nghe chưa? Hai chị em mình là đặt nhau được nha. Ok. Yeah. Rồi. Trời ơi, thích. Trước tiên là cảm ơn hai vợ chồng đã có một món quà dành tặng cho chị Vân và anh nha. Ở đây có số điện thoại nha cả nhà. Chút nữa là mình chụp hình rồi mình đăng trên Facebook của mình nha. Rồi mình giới thiệu cho cả nhà. Ai muốn giảm cân có thể sử dụng bánh khoai lang của hai vợ chồng bạn này. Này là công thức em chế ra hay sao? Dạ đúng rồi cô. Cảm ơn em đã có món quà dành tặng cho anh chị nha. Rồi bây giờ quay trở lại với chương trình. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình nha. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Út Thuận và xin chào các bạn xem đài. Con tên là Hoàng Anh Đức. Năm nay là 33 tuổi, hiện đang làm bố hai con với lại họa sĩ tại nhà. Họa sĩ hả? Họa sĩ chân dung hay là phong cảnh? Dạ, con vẽ mấy cái hình truyện tranh để post lên mấy cái fanpage. Ồ vậy hả? Dạ. Ví dụ như em lấy cái nhân vật mà giống như anh vậy đó. Dạ. Em có thể sáng tác ra được một cái hình ảnh mà của anh mà nó là cartoon đó thì được không em? Dạ được. Đúng không? Dạ được. Tôi lấy số nho. Dạ. Em thích lắm vậy. Em rất thích vẽ một cái bộ tranh mà nó là cái nhân dạng của em nhưng mà nó là cái hình cartoon đó vậy. Em rất thích. Rồi. Dạ. Đức hả? Dạ vâng. Đức. Dạ, Đức. Bây giờ là em ở quận mấy? Dạ em ở quận 8. Quận 8. Rồi. 33 Đức. Tuổi hả cưng? Dạ. Thôi bây giờ mình xưng bằng em với chị thôi nha. Dạ. Tại cũng 33 tuổi trẻ, trẻ chị cũng trẻ lắm nha. Kệ nó xưng bằng chị đi. Chị đi. Ra ngoài đời mình xưng lại là cô chứ con. Rồi. Bây giờ tới con. Ủa quên tới em đó. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em tên là Tô Linh Nghi. Năm nay em 26 tuổi, em là mẹ bỉm sữa hai con. Và hiện tại em đang ở quận 8 và em đang kinh doanh bánh. Các loại bánh đó. Họ Tô hả? Dạ. Anh là Tô Hòa Thuận nè. Dạ. Chào cô em gái cùng họ. Cái họ Tô là khó có lắm đó nha. Dạ. Nhiều khi bây giờ về coi lại gia phả đi. Anh như, em như. Ở tri ở xà lắm rễ ở nhắn nào không chừng. Rồi, đó nghe. Rồi bây giờ nè, Đức. Dạ. Bây giờ kể cho anh nghe coi bây giờ cái câu chuyện tình yêu của hai em. Lần đầu tiên em gặp cô ấy ở đâu và em có ấn tượng gì về cô gái này không? Dạ, ngày xưa thì em biết vợ em qua Facebook. Tại vì ngày xưa thấy cũng xinh, hot girl, nhiều người thích. Rồi cũng hay đàn ca múa hát mà mình thấy cô này rất là kiểu chất. Do đó mà mình cũng để ý, nhưng mà vợ em chảnh lắm, không, em nhắn tin mà cũng không bao giờ trả lời lại. Đến một ngày đẹp trời thì trả lời. Sau đó thì bạn có muốn đi xem kịch. Em cũng, tại vì mình cũng thích bạn này mà, do đó mà em cũng cố gắng tìm được vé. Mà vé lúc đó hình như là hết khó kiếm lắm. Kịch ở đâu? Ở Edicap. Dạ, nhưng mà thời điểm đó là sân khấu nào cũng khó. Đúng tìm rồi. Vé dạ. Do đó mà cuối cùng thì em cũng tìm được. Em hỏi là bây giờ muốn đi, em muốn tối đó thì đi được không? Vậy đó. Bạn này không biết sao mà lại thôi từ chối, sau đó là rủ đi xem phim cho rẻ. Cho đi xem phim cho rẻ. Tại vì thực ra thì sau này bạn nếu mà kể là tại vì muốn thử em thôi. Tại vì thích coi là coi có bạn này có coi em mới đi kiếm không? Có thành ý không đó. Dạ. Đó. Dạ. Dạ. Thì sau đó thì mới hẹn đi xem phim. Đó, gặp đầu tiên là lần dạ. đầu tiên gặp ở ngoài dạ, đời đúng đầu không? Đầu tiên đi xem phim mà cái là ấn tượng đầu tiên khi mà em đi xem phim á. Khi mà em lỡ chạm vào vai của vợ em thấy vai bự quá. Huynh đệ của mình đi thôi. Đây rồi, huynh muội à. Kiểu lần đầu tiên mà sờ một người con gái mà có vai to này, tròn nữa. Có bờ vai vững vàng. Dạ. Thấy nhưng mà thấy dễ thương không? Dạ dễ thương. Cưng. Lúc đó có biết là bạn nhận ra mình là huynh đệ không? Dạ không, sau này con sau này mới kể ra đúng không? Nhưng mà vì cái chuyện này mà con đánh ảnh hoài. Mỗi lần nói vai to là thế nào cũng bị quýnh. Nhưng mà em thì sao, em thấy anh ở ngoài đời thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ lúc đầu á là ở trên Facebook thì con thấy kiểu bad boy lắm. Kiểu trai hư á, lúc nào đăng hình cũng là gái bu nùm nộp. Nên con ghét, con thèm trả lời. Xong sau đó như vậy. Nên con phải chảnh với ảnh. Xong sau đó gặp ở ngoài thấy cũng đẹp trai cho nên con thích. Là thích luôn, đổ gục luôn đó. Với là ảnh rất là hài.
lần đầu tiên gặp con cái chỗ rạp phim á, có cái tấm kính thì tự nhiên ba xà vô đó nằm trên nó như con thằng lằn á. Lần đầu tiên luôn cười. Hả? Dạ đúng. Thấy mắc cười quá cho nên là con thấy dễ thương. Thấy dạ, dạ, thấy dễ thương nè, tự nhiên nè mà đẹp trai nữa cho nên là kết rồi. Lúc đó mình đã bán bánh chưa nè? Dạ chưa, lúc đó là con làm cho công ty đồ lót với lại làm mẫu ảnh cho mấy cái quần áo á con. Dạ. Xinh mà. Đúng rồi. Xinh mà có tài nữa, cái bánh ngon quá. Ấn tượng thiệt, công nhận. Tại rồi mình là cái người mà gọi là rất rành về khoai lang, rất là khoái khoai lang, các loại về khoai lang, cho nên là khi mà thấy cái bánh khoai lang của cưng là ưng liền luôn đó. Thật ra cái chất cái khoai lang nó có thể làm được rất rất nhiều loại bánh. Đúng rồi, bánh sâm đó, nó là sâm đó. Rồi bây giờ nè, rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu chính thức quen nhau, kể từ sau cái lần mà gặp mặt ở ngoài đời á? Thật ra ở cái lần xem phim á, mà đến giờ vẫn còn tranh cãi, đó là sau khi mà xem phim xong á thì em có quay qua em nhìn vợ em cái, mà sau đó vợ em hôn em cái chóc. Sao liền luôn? Dạ. Xem bảo gì? Dạ. Sắc của em liền luôn hả? Mà đến giờ vẫn còn tranh cãi là anh hôn em trước hay em hôn anh trước. À, anh nói con nói là vợ con hôn anh. Đến nỗi mà ngay cái tên bộ phim mà cũng chả nhớ luôn. Không nhớ bộ phim. Không chắc nhớ, là tại vì tại vì cái bữa đó chắc lo ngắm em không mà không có coi màn hình. Cướp sắc. Đó. Ngắm là một chuyện, ngắm là chị ngắm em nè Bin. Ừ. Đó còn cướp sắc là khác nữa. Mục đích là chỉ là tìm một cái tư thế nào thật là để vô là đúng, thật là khớp để mà cướp sắc liền đó. Này đó. Tại vì con thấy ảnh cứ đưa cái mặt sát vô hoài, con tưởng ảnh muốn hôn con hôn cái cho im luôn. Tức là ngỏ lời hả? Dạ. Mà thực chất là em mơi đó, mơi đó, người ta gọi ông bà mình gọi là mơi đó, đúng không? Nhưng mà thực chất là em cũng đã kết rồi đúng không? Trong lúc coi phim thấy ảnh dễ thương. À, rồi sao nè? Rồi lúc rồi. Đó em chơi giới không? Dạ cũng bất ngờ, tại vì em cũng không nghĩ là tự nhiên lần đầu tiên đi chơi mà lại hôn như vậy. Rồi sau đó em hành động như thế nào? Dạ em đơ luôn, sau đó thì chỉ là một nụ hôn đó, sau đó hai đứa đi về nhà. Dạ. Môi em mềm không? Lúc đó môi cảm giác môi dạ, em hôn nhanh mềm. Lắm cô. Không cảm nhận được. Nhưng lẹ lắm. Bất ngờ luôn, em bất ngờ lắm. Giống như cái thứ gì nó xước qua cái mặt mình vậy. Dạ. Đó. À. Rồi sau đó về có nhắn tin trao đổi dạ, gì không? Cũng có nhắn tin trao đổi, sau đó gặp đi chơi, hẹn hò. À, rồi nấu cho ăn. Em nhớ lần đầu tiên mà bạn này bạn nấu cho ăn á, bạn nấu cho em một cái phần ăn dành cho một người, mà bạn nấu một tô cơm đầy, hai cây lạp xưởng lớn, hai cái ức gà, một tô canh và bắt em ăn cho hết. Trời ơi, em nấu cho lực sĩ hay sao vậy em? Một cái ức gà là đã muốn chết rồi. Hai cây lạp xưởng là đã muốn chết rồi. Không biết ý đồ là mọi em thứ... nấu cái món ăn đó là em nấu cái dĩa đó là em có cái gửi gắm cái tâm tư gì em trong đó không? Dạ tại lúc đó em thấy là ảnh lớn con, ảnh bự lắm, cao nữa nên là nghĩ cho ảnh ăn nhiều nên là em nấu nhiều cho ảnh. Mà em không có ăn chung hả? Em ngồi dạ. Em ngắm ảnh dạ, ăn thôi. Không, lúc đó em rất là dự dáng, sợ mập lắm không ăn. Không ăn ngồi bắt đã ăn thôi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là đã thích, lúc đó là đã chính thức là quen nhau chưa? Dạ chưa, anh này là tới tận 2 tuần sau thì mới nói, là tại vì lúc đó em nói là bây giờ mình nếu mà không nói gì với em thì em không có chịu. Thì sau đó mới tỏ tình với em ở bên bờ sông. Tỏ tình sao? Tỏ tình sao? Đâu kể coi. Dạ nói là làm bạn gái anh nha vậy thôi. Mà có nói những cái câu lãng mạn không hay là vô sức cái liền? Dạ ảnh không có xến xuống được. Dạ tại vì em là kiểu hay vẽ, do đó mà trong đầu em toàn hình nhưng mà chứ nó không có chữ. Do đó mỗi lần tưởng tượng cái gì em toàn tưởng tượng ra hình, em không có chữ. Em không được. Em có vẽ tặng cổ một cái tấm hình nào? Dạ nhiều lắm. Đúng rồi. Lần đầu tiên ảnh gặp em là ảnh có vẽ một cái cạc và mấy cái chibi á, ảnh dán lên nó, ảnh khéo tay lắm nên là lúc đó cũng ấn tượng vì cái tấm đó nè. Với lại lần lúc mà em trả lời trên Facebook á là do ảnh đã lấy cái hình của em ảnh vẽ lên trên đó em mới ấn tượng, em mới trả lời chứ lúc đầu là không thèm quan tâm tới luôn. Rồi cái tình cảm của các em á nó có trơn tru không, nó có êm đềm không, hay là nó có là, cái gì nó trục trặc hay là nó có trước bị trước đó là hai đứa đã có người yêu chưa? Dạ đều là chia tay á. Có nhưng mà là chia tay rồi. Dạ, đúng rồi. Là... Nghi thì có không? Dạ có. Trước đó thì em có một cái người bạn trai là mối tình đầu là cũng rất là lâu. Nên là trước khi gặp chồng hiện tại là đã chia tay rồi. Nhưng mà bạn đó thì vẫn thương em là, dạ đúng. Nhưng sau đó quen chồng thì bạn nó cũng có hơi phá tụi em xíu. Vậy hả? Nhưng mà có một cái đợt bạn phá tới mức hai đứa phải bỏ đi ra ngoài biển chơi cả tuần lễ mới về. Vậy đó hả? Nhưng mà phá mà nó có phiền hài tới em không? Dạ thực ra thì chỉ là phiền lúc đó thôi, sau này thì cả em và vợ em thì đều trở thành bạn rất là thân với người đó. Dạ do đó mà sau này thì tụi em chơi với nhau. Dạ. Vậy mới văn minh đúng không? Dạ. Nghĩa là chỉ có trục trặc cái chỗ đó thôi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn mấy chuyện cãi nhau lung tung thì nhiều lắm. Quen nhau anh này con gái xung quanh nhiều lắm cho nên lúc mà quen á là mặc dù anh nói là em con nít nhưng mà thực ra là có ghen là có lý do hết. Bởi vì ảnh lúc nào cũng
không có công khai mình với bạn bè. Lúc quen nhau là không công khai đâu, nên con cứ giận hoài. Nó có công khai với mẹ không? Với dạ, mẹ của sau này thì con mới dắt về cho gia đình sau. Dạ. Nhưng mà mẹ rồi... có thích con này không? Ban đầu thì khi mà dắt về gia đình thì ban đầu tại vì gia đình hai đứa mới đến với nhau nhanh quá, vậy đó mà gia đình còn hơi lo, rồi không biết là hai đứa sẽ sống với nhau như thế nào, rồi công việc như thế nào, do đó lo do đó mà ba mẹ của em thì muốn hai đứa cho thêm thời gian để củng cố về kinh tế rồi các kiểu. Nhưng mà lúc đó thì em muốn cưới bạn này lắm rồi. Cái đó mà đôi khi cũng bày ra mưu, đôi khi phải dụ ba mẹ lên trên, sau đó con xuống kiếm hộ sổ khẩu để đăng ký kết hôn luôn mà kiếm không ra. Kế hoạch thất bại. Đó hả? Dạ. Thật ra hôm đó thì mà nhà con thì hay tụng kinh á, trên đó mà đôi khi mẹ với lại vợ con lên trên lầu. Còn lúc đó con nghĩ là xuống kiếm sổ hộ khẩu. Tại vì mẹ giấu sổ hộ khẩu kỹ lắm, xuống đó kiếm mà kiếm các kiểu không thấy đâu. Do đó mà kế hoạch thất bại. Nhưng mà em biết là mẹ của Đức là không muốn cho hai đứa lấy nhau sớm vậy, thì em có bị cảm thấy bị hụt hẫng không? Dạ, lúc đầu là khi mà bác nói, lúc đó mẹ là con vẫn cứ yêu bác, thì mẹ nói là không có muốn tụi em cưới liền á thì rất là buồn. Với lại là gia đình thì không mẹ có nói là lý do là bởi vì gia đình không có môn đăng hộ đối. Nên là lúc đó rất là buồn. Nhưng mà sau đó em nghĩ là nếu mà em là mẹ chồng á thì em cũng nghĩ giống mẹ. Nên là sau đó không có giận nữa. Nhưng mà vẫn buồn, đến bây giờ vẫn thấy buồn. Nhưng mà lúc đó em có cảm thấy là muốn chia tay không? Môn đăng hộ đối là về phía nào? Về dạ, phía mình. Phía nhà em. Nhà mình không môn đăng với nhà dạ, Đức đúng không? Dạ. Rồi xong lúc đó có muốn chia tay luôn không? Dạ lúc đó là muốn chia tay, về là cứ cãi nhau với anh này chia tay. Nhưng mà ảnh mỗi lần đòi chia tay là ảnh giờ anh đi chết cho em coi, xong rồi đòi đồ sống đồ chết đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi nhảy cầu đúng không? Dạ đúng. Mà có thực hiện không? Dạ có, lấy cái dao gạch tay làm sợ quá trời sợ luôn. Ôi. Rách thiệt luôn hả Đức? Dạ em lỡ tay, sau đó rồi xong lỡ tay. Rồi sao em sợ hả? Dạ em sợ. Dạ sợ. Rồi bao lâu thì mẹ mới chấp nhận cho hai đứa lấy nhau? Dạ thì sau này thì tụi em cứ thế sống với nhau, rồi thể hiện mình, chứng minh cho ba mẹ thấy tình cảm của mình. Rồi hai đứa đến với nhau là đúng. Cố gắng làm việc hai đứa và thay đổi nhiều. Tại vì bản tính của em thay đổi nhiều lắm á. Trước đây thì em cũng không nghĩ là em sẽ lấy vợ sớm như vậy đâu. Em còn muốn đi chơi, em còn muốn em thích du lịch, em thích chụp hình, em thích đi khắp nơi. Tại vì em muốn không có muốn ở lại, ở nhà. Nhưng mà bây giờ thì em thích ở nhà để chăm sóc con cái em, với lại những cái tật xấu của mình á mình bỏ nhiều. Chà, như vậy là chắc hôi chắc đã đó mà ha. rồi bây giờ là ba mẹ thông hết chưa hai bên? Dạ bây giờ thì ba mẹ cũng cảm thấy đỡ hơn trước rồi. Dạ. Đỡ hơn trước á hả? Có nghĩa là chưa chấp nhận là sao? Dạ chấp nhận rồi, tại vì vẫn vô thăm rất là thăm nhiều, thăm thường xuyên á. Rồi có vô thăm cháu nữa. Vô thăm là sao? Ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em ở Phan Thiết. Ba mẹ em ở Phan Thiết. Dạ. Vậy hả? Nghi thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, mà không có gặp thường xuyên. Rồi hai đứa là đã có cái đám cưới chưa? Dạ chưa. Hiện tại thời hồi đó thì tụi em cũng thống nhất nè, lúc mà tụi em quen nhau á rồi cũng định đi đến kết hôn thì cũng có đi coi thầy, cái kiểu là năm đó thì có vẻ không hợp lắm, chứ là sau này tụi em thống nhất với nhau là khi mà con lớn tụi nó chập chững biết đi thì tụi em sẽ cố gắng làm một cái đám cưới nó dễ thương. Để cho hai đứa nắm váy của mẹ cũng dễ thương lắm. Dạ. Mà hai đứa giờ chập chững biết đi chưa? Một đứa biết đi, chập chững biết đi, đang tập nói, một đứa thì đang bỏ. Nhưng mà là hai đứa là năm một hay là dạ, năm hai một. Năm à năm một đúng không? Dạ, hai dạ. Năm hai đứa. Hai năm. Trai gái cơ. Dạ con bé lớn là con gái, còn bé sau là trai. 10 điểm rồi. Trời, như vậy năm sau đám cưới nhớ mời tôi với Hồng Vân nha. Dạ. Không bây giờ thực ra thì sao ta? Mong là lên cái chương trình này xong á. Lên chương trình này xong á thì ba mẹ của Đức á, cũng như là của Nghi coi được cái chương trình này á thì dạ. Chắc là hai bên gia đình sẽ thấy là đây là một cặp đôi rất là hạnh phúc, và các em đã coi như mỗi bạn đều có một cái sự nghiệp, một công việc riêng rất là ổn định. Đó, đã vậy lại một gọi là một mẹ một ba với hai đứa nhỏ mà đúng điểm 10 luôn á, thực sự mà nói luôn á thì chắc là ông bà sẽ cảm thấy yên tâm và rất là hạnh phúc. Vân nghĩ là nếu mà những bậc làm cha làm mẹ, tại vì Vân cũng là cha làm mẹ, thành ra là khi mà Vân nói chuyện với hai bạn này thì Vân thấy là cái điều mà mình cần làm ngay và liền lúc này là phải vun vén làm sao cho cái gia đình này nó càng ngày càng hạnh phúc, giúp đỡ cho các con càng ngày càng phát triển. Và thông qua cái cặp đôi này thì cô Vân cũng muốn nhắn nhủ một chút xíu với lại các cặp đôi mà các bạn khi mà yêu nhau mà các bạn chưa được sự cảm thông của hai bên gia đình á, thì các bạn đừng có nông nổi mà vì vậy mà đòi chia tay nhau.
À, để rồi là đứa này đòi chết, đứa kia đòi xỉu, rồi thế này thế nọ thế kia. Bởi vì thực ra thì cuối cùng lại á, là vấn đề cốt lõi là hai bạn yêu nhau, chứ không phải vấn đề tác động của hai bên gia đình. Tại vì rồi thời gian ba mẹ cũng sẽ hiểu được. Và cái điều quan trọng nhất là các bạn phải biết chứng minh cho các phụ huynh thấy rằng là các bạn là những người nói được, làm được. Đó thì cũng là trước khi mà mình tiếp tục câu chuyện á, thì tại vì nhân đây á, là cũng muốn chia sẻ với lại ba mẹ của Đức với lại Rất Nhi. Quý. Và với các bạn trẻ mà có cái trường hợp, cái hoàn cảnh giống như hai bạn vậy đó. Ha? Còn một điều nữa mà theo anh thì anh nghĩ là ba mẹ của Nghi chắc chắn sẽ rất là an tâm về chàng rể này. Và ngay cả ba mẹ Đức hồi nãy không biết là có nghe câu của Đức nói không, nghe trước đây Đức rất là nhiều tật xấu, thấy không? Nhưng mà bây giờ là bỏ hết để mà về nhà chỉ biết lo cho các con và lo cho vợ thôi, đó là điều rất là tuyệt vời. Và nghĩ rằng là phụ huynh của hai bên cũng rất là an tâm về cái sự trưởng thành của người đàn ông này. Nha. Rồi bây giờ nè, nghe nè, nói chung là em bỏ được rất là nhiều tật xấu rồi đúng không? Vậy thì không biết Nghi, trước đây hồi lúc còn trẻ em có những cái gì mà sau khi em gặp Đức và em trở thành mẹ thì em đã từ bỏ những cái điều gì mà trước đây mà em cảm thấy rằng là không nên? Dạ, em thì thấy là em thay đổi trong công việc á. Bởi vì trước đây á, em thường xuyên không có thích một cái gì lâu á, kể cả việc thích ở kế một cái người lâu á. Thì bây giờ thì em từ lúc em gặp chồng em thì em mới thích ở kế ảnh. Chứ trước đây mặc dù là có bạn trai mà em không có thích người ta đu đu theo em hoài. Với lại công việc thì em cố gắng nhiều hơn, phát triển tập trung một cái. Trước đây thì em là hot girl. Dạ đúng rồi. Chụp hình coi như là. Dạ đúng rồi, em chụp hình rất là sexy cho nên ảnh thích. Ảnh thích. Dạ. Đàn ông yêu bằng mắt mà đúng không? Nhưng mà giờ em mà đăng hình sexy là không thích không? Dạ từ lúc mà em quen ảnh là em bắt đầu em khóa cái đó lại luôn, không xài cái Facebook đó nữa. Tại vì ảnh cũng ghen dữ lắm, ảnh cứ ai mà comment cái là em lo giống như là ghen mà em nói chuyện với thằng đó kì, em đi đi chơi với thằng đó thì đừng có nhắn tin cho anh gì đó hả? Rồi chia tay rồi tùm lum hết đó. Đó cũng là tật xấu đó nghe. Thôi sẵn đây khui luôn đi em. Đó. Bây giờ là từ khi trở thành hai vợ chồng á. Hai vợ chồng hợp thức hóa thì là anh Đức anh có tật xấu gì nhiều không nè? Dạ, thật ra từ lúc cưới nhau tới giờ em không có thấy ảnh có tật xấu gì mà đáng để phải thay đổi. Chỉ có một cái điều là ảnh thường cái giọng nói của ảnh á, mỗi lần mà ảnh nói chuyện với em lâu lâu tự nhiên cái lên giọng cái làm cho em cứ tưởng là muốn cãi lộn với em không mà. Xong rồi cái em say qua dây anh muốn hiếp em hả, là cái anh im. Nhưng mà thật ra cái đó là do cái mình không kiểm soát được cái âm lượng của mình đúng không? Thực ra thì em thấy hai tụi em nó có vấn đề về giọng nói với em. Đôi khi vợ em trả lời bình thường mà em cũng nghĩ là đang quạo mình. Vậy đó hả? Đôi khi em nói bình thường mà vợ em lại nói sao anh quát em. Bình thường em hả? Anh xin được đồng cảm với em về cái việc này. Trời ơi trời, nhiều lúc em nói chuyện với vợ em á chị, bà cứ hay tự nhiên cái mặt đang nói chuyện cái mặt rộ nó làm gì quạo gì, anh làm gì anh nạt em vậy? Nó không có nạt đó, vậy là giống nạt đó mà rõ ràng là không có nạt. Không, mà thiệt tình em mà em không có nạt không, giống như là trời em nói gì vậy anh đâu có nạt đó, vậy là nạt đó. Đó. Đó khổ ghê vậy đó. Dạ. Nói anh đâu có nạt em đâu, nhưng mà đang quát vô mặt mình không đó, nhưng mà tại vì do em bị bất ngờ luôn, tự nhiên đang nói chuyện bình thường, đang trả lời một cách bình thường, nhưng quạo lên vậy đôi khi em bị bất ngờ. Nhưng mà em có quạo lại không? Dạ đôi khi thì quạo lại, đôi khi thì không. Tại vì tính chị này một tính xấu đó là rất là nổi nóng mà như nóng khui đi khui đi. Dạ một khi nóng mà như là nổ tung rồi đó, do đó mà như bà này mạng hỏa mà em mọc cho nó đốt cái em đốt cháy luôn. Do đó mà nhiều lúc cái sự và những chuyện rất là nhỏ xíu vớ vẩn đó, nó vớ vẩn cãi nhau to nhưng mà bằng những chuyện bằng rất là những cái chuyện vớ vẩn. Dạ rồi có đòi đi ly dị ly hôn gì không? Đôi khi cãi nhau vì rồi đòi ly dị luôn đó. Nghĩa là chỉ vì một cái chuyện mà nói lớn tiếng thôi. Dạ mà nó sao anh muốn sao tôi ly dị. Dạ do đó mà sau những lần đó thì phải nhay nhay, phải giỡn lại, sau đó mới thôi được. Cái là không có cãi nhau lâu, cãi nhau sau đó là làm huề trong ngày. Đó không có cãi, toàn là phải giỡn nó. Nếu mà viết đơn ly dị phải viết đúng chính tả mới ký. Hay là viết đúng chữ xấu không ký. Nhưng mà bây giờ là cãi như vậy là ở nhà có con có cái nó nghe rồi sao? Dạ do đó mà tụi em cũng cố gắng là mình bớt cãi là cãi nhau lại để không ảnh hưởng đến có khi nào con bé lớn nó nghe thấy hai cha mẹ lớn tiếng rồi nó cũng lớn tiếng theo. Nó bắt chước không? Dạ nó bắt chước. Có không? Dạ có. Con lớn con chống nạnh vậy nè, cái nó cũng bắt chước, nó chửi ba nó theo. Nó mặc dù là nó không biết nói hết nhưng mà nó vừa nói nó vừa cười, nó cứ tưởng là ba mẹ giỡn với nhau. Vậy là anh tưởng tượng được cái lúc em giận lên em như thế nào rồi nó nghi. Dạ. Nó bắt chước nghi phải không? Nó bắt chước nghi nó. Dạ đúng rồi, nó rất là bên mẹ, hai đứa nào cũng bên mẹ đó. Trời ơi tội nghiệp em mới Đức. Ở nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ là em. Là anh Đức. Tại bây giờ em phải làm bánh em thì chăm, tại vì công việc của em thì có thể làm ở nhà được. Cho nên em phụ vợ chăm hai tụi nhóc. Tại vì rồi tiếp theo nữa nè, tật xấu của anh là gì nữa nè? Dạ
Chỉ có một cái đó thôi. Cái đó thôi à? Dạ đúng rồi. Rồi còn cái tật xấu của bả là mỗi lần lớn tiếng là đòi ly dị. Nhiều lắm anh. Tật xấu ở đây nhiều lắm. Kể đi em. Nào là sợ tất cả các con. Nhưng chỉ có mỗi chồng là không sợ. Chồng là quát đánh rồi. Thậm chí vợ em còn nói dạo này em yếu anh, em cảm thấy người yếu anh. Em anh nghĩ em có nên đi tập Muay Thái không? Em thấy Muay Thái thôi đừng tập Muay Thái, bây giờ là cả xóm sợ em tập Muay Thái là cả phường nó sợ luôn đó. Rồi sợ ma nhưng lại rất hay nghe chuyện ma. Tại nó kỳ cục gì đó. Mà ngộ một cái là em làm bánh thì em phải nghe chuyện ma em mới làm được. Trời ơi, sao em có cái sở thích gì lạ vậy? Càng rùng rợn á thì em lại càng suy nghĩ ra bánh được. Trời ơi. Vô kênh Hồng Vân Entertainment nghe chưa? Dạ. Nhiều chuyện trời ma lắm dạ. Trời ơi, sao em có một cái sở thích nó lạ, nó rùng rợn với em. Rồi rất hay uy hiếp chồng, bắt nạt chồng, mặc dù những lúc ấy thì rất là nhõng nhẽo anh bắt nạt em cái kiểu, nhưng mà đôi khi hồi đó em tắm hay mở cửa quay phim em, sau đó lấy clip đó để tống tiền em, sau đó bắt em phải mặc váy vô để quay clip phim lại, sau đó dùng cái clip mặc váy để tống tiền em tiếp. Trời ơi mất váy nhảy luôn một cái là chồng em mệt đó nghe hả. Rồi sao còn gì nữa không? Dạ nhiêu đó rồi, tại vì nhiêu đủ rồi ha. Dạ. mong muốn Nghi thay đổi gì Đức á? Thực ra thì em điều thứ nhất là em mong muốn là Nghi giữ sức khỏe, tại vì mỗi khi mà Nghi làm việc thì lại không có tập trung cho sức khỏe mình, ăn uống cũng phải cầm cái điện thoại để xem, trong khi nếu mà mình không tập trung ăn thì nó đâu tốt cho dạ dày. Mà mày này có bị tiền sử là bị dạ dày, đã từng một lần xuất huyết dạ dày rồi. Phải đi cấp cứu. Do đó mà cái việc ăn uống bạn này không có chú ý. Thứ hai nữa là dành nhiều thời gian cho em và con xíu, tại vì đôi lúc ngồi ăn cơm em chăm tụi nhỏ, vợ em thì làm cả ngày cũng phải đem công việc cho bữa cơm, thì đôi khi em chỉ cần bữa cơm hay buổi tối dành chút thời gian cho chồng và con, tại vì bạn này rất là ham việc. Chỉ như đó thôi, với lại bớt nóng tính lại xíu, nhưng mà thực ra thì tụi em cũng đang cố gắng khắc phục dần chuyện đó, bây giờ tụi em hiểu nhau hơn rồi, và khi mà cãi nhau thì hay giỡn nhau thế là thôi. Chỉ vậy thôi. Dạ. Còn Nghi thì chắc là dạ đúng rồi, em thì chỉ mong chồng em khỏe, với lại công việc của ảnh á thì ảnh bây giờ em muốn ảnh nghĩ cho cái cảm xúc của ảnh nhiều một chút, tại vì từ lúc mà ảnh gặp em á thì ảnh để cái cảm xúc của ảnh lên em nhiều quá. Nên em buồn vui sao là ảnh hưởng ảnh hết, như vậy thì ảnh không có làm việc của ảnh được. Nhưng mà với cái công việc của Đức á là làm ở tại nhà. Dạ, đúng rồi. Vẽ những cái tranh đó mà up lên fanpage như vậy hoặc là trên các trang mạng xã hội như vậy á, thì cái thu nhập nó có ổn định không? Về công việc của em thì ngoài cái việc mà em làm cho các fanpage thì em cũng làm với vẽ cho theo nhu cầu khách hàng, thì công việc freelancer thì nó sẽ không ổn định lắm, cái đó phụ thuộc vào danh tiếng của mình với lại nguồn khách của mình. Em có mong muốn chồng mình có một công việc mới và nó bền, nó ổn định hơn không? Dạ có, cái này thì em cũng có nói chuyện với chồng rồi, bởi vì bây giờ chồng lớn tuổi hơn, có gia đình rồi, cái suy nghĩ nó khác á. Rồi cái công việc của chồng thì bây giờ mấy bạn trẻ cũng rất là nhiều, nên là em cũng mong là chồng vẽ cái đó vì chồng thích, chồng đam mê, chồng vẽ, nhưng mà đừng có áp lực kinh tế lên nó nữa. Rồi nếu mà được thì anh kiếm một cái việc khác ổn định hơn để anh làm. Thì cái này là em có nói với chồng em rồi. Hiện tại thì em vẫn lo kinh tế cho gia đình được, nên là em chỉ mong là sang năm thì anh cố gắng kiếm kinh tế ổn định hơn chút xíu là được rồi. Chứ em không có đặt áp lực nhiều. Không, thực ra là vậy nè. Cái hiện giờ á, nếu mà hai đứa không bị áp lực lắm về vấn đề kinh tế á, thì là cái công việc của Đức á không phải là nhiều người làm đâu. Thực sự đâu có nhiều người làm đâu. Cho nên là thực ra với những cái người mà làm kiểu nghệ thuật này á, cái cơ hội nó ngộ lắm. Nó tới lúc nào mình không biết luôn. Và khi nó tới rồi là mình đỡ không kịp luôn. Không, cái đó là nghiêm túc luôn. Đó thì thành ra là ngay thời điểm này thì thứ nhất con của hai đứa còn nhỏ. Một đứa thì mới biết bò thôi, đứa thì chập chững thôi. Thì ít nhất á, là để con cứng cáp đã. Tại vì bây giờ á, không vợ thì phải là chồng, không chồng thì phải là vợ. Phải sát bên tụi nó. Nhất là trong cái thời điểm này dịch bệnh đủ thứ. Bắt buộc. Đó thì cứ khoan đi và Đức vẫn cứ làm những cái việc mà Đức thích. Và cứ tích lũy cái tất cả những cái mà tích lũy về cái vốn liếng, về cái cảm xúc, về thành phẩm, tất tần tật mọi thứ. Cứ tích lũy đi. Rồi con nó cứng cáp một chút. Rồi cái lúc đó là bắt đầu mình mở cái quan hệ của mình ra ngoài. Thì là cái cơ hội nó tới lúc nào mình biết được. Bởi vì cái nghề này của bạn này giống như là
nó một cái kho vậy đó, giống như người viết truyện, người viết sử vậy đó. Cái kho nó cứ ấp đầy một lúc nào đó là cứ lấy ra xài thôi. Đó chứ đó thì theo chị là như vậy. Cho nên là tụi em đừng có nôn nóng trong chuyện này, ít nhất dành cho con mình khoảng chừng 1-2 năm nữa để nó cứng cáp đi. Rồi mình tính tiếp. Trong thời gian này mình ấp, mình cứ vậy đó, mình ấp mình cất vô kho. Mình cất vô cái kho của mình. Lúc mình lấy ra mình xài thôi. Bây giờ đầu tiên gặp anh Bin là thấy có cơ hội rồi đó. Anh rất thích những người sáng tạo về hình ảnh là như vậy. Và thậm chí hai em nếu mà được nha, vẫn có thể kết hợp với nhau làm ăn được luôn. Em có bao giờ em suy nghĩ là em làm bánh hoạt hình chưa? Dạ có, nhưng mà dạ, em chưa có khéo đó, tay. Thôi hai đứa cứ cứ kết hợp với nhau. Anh nghĩ là hai bạn sẽ có thể phối hợp với nhau sẽ tạo dựng được một cái thương hiệu bánh mà nó bánh nó rất là lạ ở ở Việt Nam mình. Cái bánh này hôm nay là gặp đây là cơ hội nữa đó. Nghe rồi nghe rồi xin cảm ơn hai em, và anh hy vọng rằng là sang năm mới khi mà bạn nhỏ bắt đầu là biết đi chập chững rồi đó, thì hai em sẽ bắt đầu hoàn thành cái ý định của mình đó là có một cái tiệm bánh thật là lớn, và thậm chí là anh cũng đang rất mong chờ cái đám cưới của hai em nha. Rồi xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai đứa nha. Ok được.